Cuối tuần qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Lợi trú tại xã Epoch, huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Qua điều tra xác minh ban đầu, Trần Minh Lợi đăng tải trên Facebook thể hiện hành vi đưa chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt xuyên tạc, không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Năm 2016, Lợi từng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ để điều tra về tội đưa hối lộ do liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Min và bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam.